gửi cho chồng em một cái món gì đó. Em biết thông tin đó. Sao em nói chuyện nhẹ nhàng? À, nghe nói là cô nào đó gửi cho anh cái món này phải không? Ăn có ngon không anh? Gửi tin nhắn nhẹ nhàng như vậy thôi, chồng em đủ hiểu để đúng biết rồi. Là cái gì. Mình đừng có ồn ào đó. Cô hay là ai? Tại sao lại là gửi cho cái món này? Tào lao. Một con mèo nóng giận thôi, không cần thiết phải thành con hổ. Cái đó là hành động của bà nội con hổ quá chứ con hổ gì. Đúng không? Đúng. Lúc đó chồng em có nói với em một câu: em ơi, anh rất thích em vì điều này. Em là một người rất văn minh. Em chỉ cần nhẹ nhàng nhắn tin như vậy thì anh đủ hiểu chuyện. Và anh cũng sẽ không làm em thất vọng. Xong.